Ấn nhất của các ông bố bà mẹ đó là lúc nào cũng nghĩ rằng là mình phải kiếm thật là nhiều tiền cho con của mình, cho nên là cứ dành quá nhiều thời gian cho cái việc gọi là đi kiếm tiền, dành rất là nhiều thời gian cho cái việc mà mình cho rằng nó là đúng, như là phải để cho con rất là nhiều tiền nè, để cho con tài sản, để cho con bù đắp lại cho con, nghĩa là đời ba mẹ khổ rồi, cho nên sẽ cho con tất cả những gì tốt nhất cho ba mẹ. Thật ra đây là một quan điểm theo mình á, sai thì chắc là không có lý do để nói sai, nhưng mà đúng thì chắc chắn là sẽ không đúng. Là bởi vì mọi người biết sao không? Có một câu nói này rất là hay nè: khó nhất là có thể được mang được cái suy nghĩ của mình gieo vào đầu người khác. Thì ba mẹ đang có thấy mình đang bị áp đặt không? Mình áp đặt ở chỗ là mình nghĩ rằng là mình phải để thật là nhiều tiền cho con, mình cho con có một cái tương lai rất là tốt, được học trường quốc tế, được nuôi dạy, được tất cả mọi thứ mà mình nha, tức là bản thân mình cho rằng là đúng. Rồi từ đó cho đi, mọi người có thấy dần dần là khi mà con càng lớn á, mình càng xa con không? Mình ví dụ đơn giản là mình có đăng một clip lên là mẹ nói là mẹ yêu con và con nói là con yêu mẹ, mà tự nhiên nó nghẹn ngào không? Người con thì xấu hổ quá, nghẹn quá không nói được. Còn người mẹ thì ủa, hôm nay con đang bị chăn chối nha, hay con đang có một suy nghĩ gì mà con nói ra những lời đó? Nghĩa là cái lời yêu thương của một đứa con dành cho người mẹ mà, và ngược lại, mà mọi người cũng phải bị sượng. Vậy thì những cái suy nghĩ đó có đúng không? Cho nên rằng là mình đang áp đặt những cái suy nghĩ mà mình cho rằng là đúng, rồi mình gieo vào đầu của con mình và gieo vào đầu của mình. Những lúc mình áp lực về kinh tế, cơm áo gạo tiền á, thì những cái trận phẫn nộ đó, những cái khó khăn đó, con mình thấy hết. Mình cáu gắt, con mình xin tiền, con mình đòi hỏi cái này cái kia, mình cáu gắt hết và mình áp đặt con mình đó. Nhưng mà từ nhỏ đến lớn là mọi người chưa bao giờ hỏi con mình là con muốn cái gì. Ví dụ như hồi con còn nhỏ 1-2 tuổi đi, con muốn cái gì? Thật ra thì con cũng chẳng biết con muốn cái gì vì con còn quá nhỏ. Nhưng mà đâu đó tôi đã từng nghe một cái câu rất là hay, đó là ba con sẽ không bao giờ nhớ món quà ba tặng, mà con chỉ nhớ cái sự hiện diện của ba thôi. Nghĩa là mình có thể tặng cho con mình xe cộ, mình có thể tặng cho con mình rất nhiều thứ, vui chứ, thích chứ, nhưng mà cảm xúc cũng chỉ nằm ở đó thôi. Nhưng con không nhớ đâu. Cái sự hiện diện là con nhớ là hồi đó có một cái trận là con bị sốt rất là nặng, mà lẽ ra bác sĩ nói con sẽ mất, nhưng mà ba đã dùng cái tình cảm của ba, dùng cái cơ thể của ba để sưởi ấm cho con lúc mà con bị co giật, lúc con bị lạnh. Thì những cái điều đó nó đã là một cái ký ức rồi. Ba mẹ có thể bù đắp cho con rất nhiều tài sản, có thể cho con tất cả mọi thứ trên cuộc đời này mà ba mẹ cả đời để mà làm không dám xài. Nhưng một trong những thứ mà ba mẹ sẽ không bù đắp được đó là ký ức. Tại vì cái ký ức nó đã trôi qua rồi. Trong đầu con, những lúc mà con còn đạp chiếc xe đạp nhỏ nhỏ, những lúc mà con tập đi, con té lên, con té xuống á, thì ba ở đâu, mẹ ở đâu? Ba mẹ cho rằng là ba mẹ đi kiếm tiền, ba mẹ lo đủ thứ hết á. Nhưng mà điều đó con đâu có muốn đâu, con chỉ muốn là ba tập cho con lái xe, ba tập cho con những lúc đó, ba có thể cho con ăn được từ những cái muỗng cơm đầu tiên của con. Những điều đó là con muốn. Thì khi con được nuôi dạy cho một cái môi trường mà tình cảm như vậy á, thì con lớn lên con cũng sẽ như ba mẹ thôi. Con sẽ biết yêu thương bản thân mình, con yêu thương ba mẹ và con sẽ cố gắng con đi làm, con kiếm được thật là nhiều tiền. Thì đó mới là cái quan điểm đúng, đúng không? Cho nên mọi người đừng có đưa những cái suy nghĩ và cái áp đặt của mình cho rằng những điều đó đúng, rồi mình gieo vào đầu của mình và tạo thành một cái hàng rào, và chính bản thân của mình sẽ cảm thấy bức bí. Một ngày nào đó cuộc sống nó không được như mong đợi, kinh tế nó không được mỹ mãn như mình mong muốn, và quay nhìn lại thì con của mình lớn rồi, và lúc này con chỉ có những lời oán, lời trách, hoặc là đâu đó con sẽ nói rằng là con không cần những thứ ba mẹ cho, con tự lực, con tự lực. Vậy thì thôi, thì cuộc sống hãy trả về sự cân bằng đi. Ví dụ chúng ta tưởng tượng đi, là mình được sinh ra trong một khu rừng, rồi ba mẹ mình bỏ mình đi, thì mình cũng sẽ tự động mình lớn lên, mình sinh tồn. Thì con mình cũng vậy đó. Cho nên chỉ cần mình có sự quan tâm và yêu thương con mình, thì sự sinh tồn, cơm áo gạo tiền sau này con sẽ lo. Cho nên là theo tứ thôi nha, bản thân mình thôi. Còn những ông bố bà mẹ nào cảm thấy được rằng là những điều đó mình đang làm rất đúng á, thì mình có thể thay đổi. Đúng, mình sẽ có thể là cố gắng làm để cho con của mình có thật là nhiều tiền, có thật là nhiều cái. Nhưng mà đừng cho rằng nó là cái gánh nặng, để rồi mình lấy những lý do không quan tâm tới con, lấy những lý do thế này thế kia, để rồi dần dần thì tình cảm giữa con với ba mẹ sẽ không còn. Và đó là một trong những cái mà tôi thấy rằng là hầu hết mọi người đều vướng phải. Còn trên đây là góp ý của mình, còn nếu mà cả nhà cảm thấy thích thì có thể thay đổi và suy nghĩ nha. Cảm ơn mọi người, mình là Simon Tứ, chia sẻ clip về hậu trường ngày trang trí cưới ạ.